Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Tuấn Kiệt Duy Tùng. Và hôm nay em sẽ dẫn mọi người đến thăm cửa hàng giày của em. Lần trước, cách đây khoảng vài tháng thì em đã có làm một cái video giới thiệu sơ sơ qua về cửa hàng giày nhà em rồi. Có rất là nhiều bác quan tâm và đề nghị em làm quay review lại và quay review các mẫu giày nhà em. Thì hôm nay có thời gian em bật máy quay lên và quay cái video này để review cửa hàng giày của em và review các mẫu giày dép nhà em đang có. Ok, hiện tại thì nhà em đang có khoảng hơn 200 mẫu giày dép khác nhau của các thương hiệu như Adidas, Nike, Jordan hay là Converse, Balenciaga, Gucci. Rất là nhiều hãng, rất nhiều mẫu. Tuy nhiên cửa hàng của em hiện tại ở đây đang bày thì nó không đầy đủ hết. Các bác quan tâm đến tất cả các mẫu giày dép nhà em. Nhà em đã cập nhật đầy đủ sớm nhất, nhanh nhất, chính xác nhất, chi tiết, hình ảnh, video các mẫu giày dép ở trên website em để trên màn hình đấy các bác nhé. Website em để trên màn hình đấy ạ. Và có cả Zalo. Thì các bác có thể vào website để xem các mẫu. Và khi các bác cần tư vấn thì ở trên website đó nó sẽ có link dẫn đến các kênh tư vấn như Zalo hay là số điện thoại hay là Facebook hay là tất cả những cái kênh mạng xã hội đấy, để các bác có thể liên hệ để tư vấn. Các bác cần tư vấn gì thì sẽ có người tư vấn chi tiết cho các bác. Các bác có thể đặt hàng nhanh trên website luôn, xem các mẫu và đặt hàng đặt size luôn ở trên đó. Hàng tất cả có sẵn và giao luôn các bác nhé. Và bên em thì miễn phí vận chuyển đấy, giao hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Ok, thì hôm nay em sẽ review, thực ra là cũng không phải review chi tiết từng mẫu một mà là review nhanh thôi, đại khái là review qua qua thôi, tại vì là có rất nhiều mẫu mà ở đây cũng chưa là hẳn là đầy đủ, tại vì nhà em có hơn 200 mẫu, ở đây chỉ khoảng 2/3 bày, chỉ khoảng 2/3 thôi, chưa đầy đủ. Nên là các bác vào website em để ở trên màn hình nhá. Bên này thì em có tất cả, ở đây là có dép này, dép Fila này, đời mới nhất này. Đấy. Dép MLB LA nhá mọi người nhá. Đấy. Tất cả là đầy đủ hộp tem nhãn, tại vì ở đây nó rất là bụi nên em phải bọc như này mà. Đấy. MLB NI đấy. Đấy, dép Slide Adidas Slide này. Bên này thì có giày EZ 700 này, giày MLB này. Những mẫu này nhà em đều phải bọc ni lông hết mọi người ạ, tại vì là trong ngày trưng bày nó rất là bụi nên là em phải bọc lại. EZ 380 mid này. Đấy, đôi này đi rất là êm, nhẹ, êm, đẹp. Để mẫu giày thời trang có đế boost đi cực êm mọi người nhé. EZ 380 Onyx này. Đấy. Tiếp một phối màu nữa của EZ 380 này. Và nhà em có bán cả sandal Adidas mọi người nhé. Đây. Mẫu này thì nhà em bán 680 này. Đấy. Chi tiết giá cả các mẫu thì các bác vào website em để ở trên màn hình nhé. Website hoặc là Zalo. Đấy. Có em để thông tin website và Zalo ở trên màn hình, các bác có thể vào xem tất cả các mẫu hoặc là cần tư vấn thì các bác liên hệ giúp em. Đó. Nếu mà đặt xem ok chốt đơn thì các bác đặt hàng trực tiếp, hoặc là các bác có thể inbox bên em, có thể đặt hàng qua inbox hoặc là qua đặt hàng trực tiếp, có hàng sẵn và giao ngay đó. Rất là nhiều mẫu EZ nhá. Đấy, EZ 350 này. Đấy, có cả EZ 700 V2 này. Đây là EZ 700 V2 MNVN. Đấy, đây là mẫu 700 V2 mới mọi người nhá. Đấy, đầy đủ hộp tem nhãn tác, đế bút rất là êm. Tiếp theo đến bên này là các mẫu Ultra Boost các bác nhá. Ultra Boost thì nhà em có từ phiên bản 4.0 này, Ultra Boost 4.0 này, Ultra Boost 20 này, Ultra Boost 20 này, Ultra Boost 21 này, Ultra Boost 21 nha mọi người nhá. Đấy. Ultra Boost 22 này. Và hiện tại phiên bản mới nhất là Ultra Boost Lite. Nó là phiên bản Ultra Boost 23, Ultra Boost Lite vừa mới ra mắt xong. Đấy. Đôi này thì nó có thiết kế cái bộ đế, tên gọi của nó là Lite Boost, có nghĩa là trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn các phiên bản trước. Đấy. Nó sẽ được tối ưu về trọng lượng mọi người nhé. Tên của nó là Ultra Boost Lite. Cá nhân em thấy những cái phối màu của Ultra Boost rất là đẹp. Cho nên nó là một trong những mẫu giày được bán chạy
top đầu trong những cái mẫu giày thể thao nhé. Đấy, sẽ có nhiều bác hỏi em đang đi đôi gì, đôi tên của nó giày, đôi của nó là Saucony, tên của đôi này là Saucony. Saucony là một hãng giày đến từ Mỹ, có tuổi đời nó cũng xem với cả Nike đấy. Tuy nhiên là ở Việt Nam thì đôi này chỉ có dân chạy bộ nó sẽ biết đến nhiều hơn. Còn ở châu Âu với Mỹ thì đôi này nó nổi tiếng ngang hàng với hãng Nike luôn. Đây là Saucony thì nó là một đôi giày nó thực dụng, đi rất là êm các bác nhé, êm và nhẹ cực kỳ luôn. Đấy, các bác dùng chạy bộ này, đi làm, đi chơi nó, hoặc là đi du lịch, nó một mẫu giày đa năng, đi rất là êm, có cấu trúc. Cái đế đầu tiên em nhìn đế này em tưởng là đế bút nhưng thực ra không phải. Tên của nó là Power Run PB, một cái loại đế có cấu trúc gần giống như bút, rất là nhẹ và êm. Nhẹ êm mà này. Đây, tất cả các mẫu Ultra Boost nhà em, từ Ultra Boost 4.0 này, Ultra Boost 20, 21, 22, Ultra Boost hiện tại Ultra Boost 23 hay còn gọi Ultra Boost Light hay còn gọi Ultra Boost 23 đấy. Ở bên này thì em trưng bày các mẫu của Nike và On, Asics. Có cả giày Gold của hãng Echo mọi người nhé. Đây, giày Echo đây. Với chất liệu là da và có một cái đặc trưng là cái núm thắt dây là có tên là boa. Cái này là nới và thít ở trên cùng một cái núm này mọi người nhá. Rất là tiện lợi. Giày đánh gôn, tuy nhiên là mọi người, em thấy nhiều bác là mua để sử dụng đi lại hàng ngày. Thực ra giày này nó cũng rất là đa năng, mọi người sử dụng để đi lại hàng ngày cũng ok. Còn nó không vấn đề gì cả, rất đôi giày có thể coi là một đôi giày thể trang rất là đẹp. Em bán thì hầu như mọi người chủ yếu là mua để đi lại hàng ngày. Đôi giày là khoảng 1m8. Đấy. Asics thì loanh quanh 1m2. Giày On là mẫu mới về. Thì em đây đang có 3 màu của mẫu giày On Nova Cloud Farm. On là mẫu giày rất là nhẹ, đẹp, có cái thiết kế rất là đẹp mọi người ạ. Đôi này thì có trọng lượng nhẹ mọi người nhé. Đúng như tên gọi của nó là Cloud. Cloud là một đám mây đấy, nhẹ như mây. Công nghệ đấy là Cloudtech. Hiện tại em đang về 3 màu. Đó. Bên này thì có em mắc 2090 này của các mẫu Nike. Em mắc 2090 có khoảng 5-6 màu. Em mắc 97 khoảng 4 màu. Đấy. Có Air Force One này. Air Force One đây mọi người nhá. Mẫu giày quốc dân rất là đẹp. Đôi này thì có 3 loại, từ 600, 850 đến 900. 600, 800 và 900 mọi người nhá. Đấy. Còn ở đây thì có dòng giày rất là hot, đang rất hot là đôi Pegasus 39. Đấy, quay cam cho mọi người xem. Pegasus 39. Đây là mẫu giày nó được cải tiến so với phiên bản trước là phiên bản Pegasus 38. Đôi này thì ở phần đế nó sẽ có hai túi e. Một túi đằng gót này, một túi đằng mũi này. Cái tác dụng của nó, cái nhiệm vụ của nó sẽ là giảm cái xung lực, tức là chống sốc. Khi mà anh em các bác dùng để giày để chạy bộ ấy, thì khi bác tiếp đất, dù bằng tiếp đất bằng mũi hay tiếp đất bằng gót, thì cái túi e đấy nó sẽ hấp thụ cái xung lực, giảm sốc, tác động ngược trở lại cái xương khớp của các bác nhé. Đấy, giày có thiết kế rất là đẹp, mọi người có thể dùng để chạy bộ hoặc đi làm, đi chơi đều rất là ok. Đây là em review cho bác xem. Đôi này thì nhà em hiện tại đang bán là 1M1. Chi tiết thì các mẫu, giá cả, hình ảnh tất cả ở trên website nhà em để trên mình các bác nhé. Đấy. Bên này thì có các mẫu Nike Pegasus Turbo 2 này. Pegasus Turbo 2 này. Pegasus Turbo Next Nature, tức là cái phiên bản mới nhất hiện tại của dòng Pegasus Turbo, là Pegasus Turbo Next Nature với cái đế Zoomix rất là êm mọi người ạ. Dòng này thì nó rất là nhẹ, đặc thù của nó là nhẹ và êm. Cái đế của nó, đế Zoomix này rất là nảy các bạn. Khi các bạn chạy tiếp đất thì nó cái đế, đặc trưng của đế này nó rất là nảy. Đấy. Mang rất nhẹ và êm. Đây là dòng Pegasus Turbo Next Nature với đế Zoomix. Cái này thì các bác xem ở trên
trên web thì nó sẽ, web nhà em để trên màn hình thì sẽ xem nó sẽ thực tế hơn. Tại vì là ở đây thì anh em bụi quá nên em phải dùng cái túi ni lông em bọc lại. Đấy, ngoài ra thì có MX97 này. MX97 có rất nhiều màu, như em vừa giới thiệu các bác là có khoảng 5 màu đấy. Đây một đôi. Ngoài những cái mẫu giày chạy bộ hay là luyện tập, đi làm, đi chơi, em có những mẫu rất là có thể nói là phục vụ cho giới trẻ rất là hot. Đó là mẫu giày Balenciaga. Balenciaga thì đây là mẫu giày, đây là cái phiên bản mới nhất. Đây là tên của nó là Balenciaga 3XL. Mẫu giày mới nhất, vừa mới ra mắt xong. Đây, đây nha mọi người nhá, hộp của nó như thế này. Nhà em bán 1M250. Đấy, chi tiết các mẫu giày này thì các bác xem ở trên website giúp em nhé. Đấy, cái đôi này thì em đã thấy một cái sự thay đổi rất lớn của hãng Balenciaga là nó có trọng lượng rất nhẹ. Đấy, khác hẳn với những cái mẫu Balenciaga trước thì nó rất nặng, có đôi tận cân rưỡi, 2 cân. Đấy là những cái đôi ở những năm trước, Balenciaga Chip S hay là Balenciaga Check. Đấy là những cái mẫu rất nặng. Còn ở phiên bản này thì em thấy hãng đã thay đổi lớn, đó là chắc chắn là cái nguyên vật liệu đã có sự thay đổi. Thì vừa qua em có đọc thông tin ở trên web của hãng thì có nói đôi này được sử dụng cái nguyên vật liệu là polythan. Polythan là một cái vật liệu nhẹ. Đấy, cái đế của nó được làm bằng vật liệu polythan. Cho nên đôi giày bây giờ trở nên rất là nhẹ. Đấy, nó không nặng như những phiên bản trước. Ở đây thì bên này thì em có trưng bày các mẫu Jordan, Jordan cổ thấp, cổ cao, các mẫu blazer. Và ở đây thì em có Converse. Converse nhà em có rất là nhiều mẫu. Ở đây em chưa bày hết các bác nhé. Có Converse Chuck Taylor 1970S, bản ngày trước, và hiện tại bản mới là phiên bản Converse 1970 Legacy. Phiên bản Legacy này có một cái thiết kế thay đổi hoàn toàn với cái những cái truyền thống, thiết kế truyền thống như thế này. Đây là Converse 1970 bình thường mà mọi người vẫn thấy. Tuy nhiên ở phiên bản Legacy thì các bạn, mọi người có thể thấy là cái đế của nó rất là dày. Đấy, đế nó rất dày, thiết kế khác hoàn toàn và cấu trúc đế cũng thay đổi so với trước. Các bác có thể thấy là thay đổi rất là lớn. Đấy, em bóc cái túi này ra cho các bác xem. Đây, Converse Legacy CX. Tên đầy đủ của nó là Converse Legacy CX nha mọi người nhé. Đấy, tất nhiên là về tổng quan thì các bác thử thấy là đây nó vẫn mang một cái dáng vẻ của một mẫu Converse. Tuy nhiên về thiết kế đế, thiết kế chung thì có sự thay đổi rất là lớn. Đấy, các bác có thể thấy là nó thay đổi rất là nhiều. Đây, Converse Legacy. Đôi này nhà em đang bán hơn 800. Ngoài ra thì đây các mẫu Jordan. Ở đây em bày chỉ là bày một phần thôi, cũng không chưa bày hết được mọi người nhé. Chưa bày hết được tại vì là diện tích nó không đủ để bày được hơn 200 mẫu đâu. Đấy, Jordan rất là đẹp mọi người ạ. Chất lượng thì nó là bản đẹp nhất nhé mọi người nhé, bản best nhé, không phải là hàng giá rẻ, nên là mọi người cân nhắc là nếu như mà thích hàng giá rẻ thì nhà em lại không có. Nhà em chỉ bán hàng bản đẹp, bản tốt nhất với giá hợp lý nhất, với giá tốt thôi, chứ không bán hàng rẻ. Đấy, cái đôi này thì hàng best thì các bác có thể thấy là cái đế của nó ấy, nó rất là cứng, ấn vào nó rất là cứng. Còn những cái hàng kém hơn thì nó, cái phần đế nó mỏng nhưng các bác ấn tay vào nó rất là mềm, nó rất dễ lún tay. Đấy, và nó, các bác có thể thấy là cái da nó bo lại như này, đẹp. Đường khi mũi chỉ may đều thẳng tắp, form dáng đẹp. Đấy, cái mẫu Jordan này chỉ loanh quanh 1M thôi, không
không hề đắt so với những nơi khác. Đấy, nhà em bán giá cực kỳ rẻ. Ngoài ra thì có Jordan Jordan 4 này, Jordan 5, Jordan 6, Jordan 11. Đấy. Có cả New Balance. New Balance mẫu này khá là đẹp. Em có hai màu của mẫu này nhá. Đấy, màu trắng và màu đen. Con này là New Balance RC 1300. Đôi này lên chân cũng khá là đẹp. Jordan 6 UNC này các bác này. Đấy. Ở trong này rất là bụi nên là em phải bọc ni lông. Ok, như vậy là em đã quay review về cửa hàng giày của em. Thì các bác quan tâm đến tất cả các mẫu giày nhà em thì em có để website ở trên màn hình, các bác có thể vào xem chi tiết thông tin đầy đủ của các mẫu giày nhà em, có giá cả hay là hình ảnh hay là chính sách bán hàng như thế nào, có đầy đủ cập nhật chi tiết ở trên website, các bác cần tư vấn cũng có ở trên website luôn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.